cô, xin chào các em học sinh lớp 6. Như các em đã biết, trong cuộc sống ngày nay, Internet có vai trò cực kỳ quan trọng. Nó giúp cho con người trong rất nhiều các lĩnh vực, cô ví dụ như là khoa học kỹ thuật, học tập, giải trí, vân vân. Tuy nhiên, nếu mà con người sử dụng không đúng cách thì Internet lại có rất nhiều các tác hại. Vậy thì có những tác hại nào khi sử dụng Internet không đúng cách và có những biện pháp nào phòng ngừa? Các em tìm hiểu bài học hôm nay, chủ đề D, đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số, đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet. Bài 1, mặt trái của Internet. Mục tiêu của bài học là các em nêu được một số tác hại và nguy cơ khi tham gia Internet. Biện pháp phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet. Và trong môn tin học, các em hay thấy nói virus máy tính. Vậy thì virus máy tính là gì? Các em tìm hiểu phần 1 nhỏ, virus máy tính. Virus máy tính hay gọi tắt là virus là một loại phần mềm. Và phần mềm này có khả năng tự nhân bản và lây lan qua các thiết bị lưu trữ trung gian hoặc qua Internet. Và khi virus can thiệp vào hoạt động của máy tính thì khiến người dùng rất là khó chịu. Và nghiêm trọng hơn, chúng phá hủy các tệp và phần mềm, đánh cắp dữ liệu và thông tin của máy tính. Và virus lây lan qua rất nhiều các con đường. Cô ví dụ như là email, các trang web, thiết bị lưu trữ di động. Cô ví dụ như là USB, thẻ nhớ. Như vậy là các em thấy virus máy tính gây rất nhiều các tác hại cho con người. Vì vậy mà chúng ta cần phải có ý thức và các biện pháp để phòng tránh. Và một trong các cách để phòng tránh là các em có thể sử dụng phần mềm diệt virus. Phần mềm diệt virus là một công cụ hữu hiệu để phát hiện, ngăn chặn và loại bỏ virus trong máy tính. Vậy thì các em suy nghĩ cho cô, những việc nào sau đây có thể gây hại cho máy tính? Và em hãy giải thích lý do. 1. Mở email gửi tới từ một địa chỉ lạ. 2. Nháy chuột và liên kết bên trong email mà không biết nó sẽ dẫn tới đâu. 3. Cắm USB vào máy để xem các tệp trong USB mà không kiểm tra virus. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý nè. Khi mà các em nháy chuột vào liên kết bên trong email á mà không biết nó sẽ dẫn tới đâu á, thì khi đó máy tính có thể bị lây nhiễm virus do truy cập vào những trang web lạ, tải về máy các tệp từ các website chưa được kiểm chứng độ tin cậy. Hoặc là khi các em cắm USB vào máy để xem các tệp trong USB mà không kiểm tra virus, thì khi đó virus có thể bị ẩn chứa trong bên trong của USB. Nếu như mà không kiểm tra virus thì rất là dễ lây lan cho máy tính. Vậy thì có những tác hại nào khi sử dụng Internet? Các em tìm hiểu tiếp phần 2 nhỏ, một số tác hại khi tham gia Internet. Tác hại đầu tiên mà chúng ta cần phải kể đến đó là máy tính bị lây nhiễm virus. Vậy thì máy tính bị lây nhiễm virus là do đâu? À, đó là do chúng ta truy cập vào những trang web lạ, tải về máy các tệp từ các website mà chưa được kiểm chứng độ tin cậy.
hại thứ hai là làm cho con người lười suy nghĩ, giảm năng lực sáng tạo và ghi nhớ. Làm cho con người ta lười đọc sách nè, rồi lười suy nghĩ và ghi nhớ do chúng ta quá ỷ vào công cụ tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet. Tác hại thứ ba là làm cho con người nghiện Internet, dẫn đến không học, không hòa nhập với cuộc sống. Và chúng ta không tham gia các hoạt động lành mạnh, dẫn đến sao nhãng học hành. Tác hại thứ tư là con người bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu trên mạng. Có ví dụ như là đọc những thông tin độc hại, trái với thuần phong mỹ tục, và bị lây nhiễm bởi cái lối sống thiếu lành mạnh, trở thành nạn nhân của tội phạm trên mạng. Hoặc là chúng ta hay bị rủ rê tham gia vào những hoạt động phi pháp, cổ vũ cho những hành vi thiếu đạo đức trên mạng. Như vậy là cô vừa kể ra một số cái tác hại khi tham gia Internet. Như vậy là các em đã biết được một số tác hại khi tham gia Internet. Các em hãy suy nghĩ và cho cô biết trong các trường hợp sau đây đã bị ảnh hưởng bởi tác hại nào trong những mặt trái kể trên của Internet. 1. Hoa thường vào mạng xã hội thâu đêm, trong giờ học cũng lén vào mạng. 2. Mỗi khi cần giải quyết một vấn đề, trước tiên Cường lên mạng tìm gợi ý. Dần dần, khả năng ghi nhớ và độc lập suy nghĩ của Cường bị giảm sút. 3. Hàng vạn lượt thanh thiếu niên bấm nút like những đoạn video thiếu văn hóa và bạo lực của T, một kẻ giang hồ nổi tiếng trên mạng xã hội. 4. Nhận được một email thông báo trúng thưởng, mai mở ra và nháy chuột vào liên kết bên trong. Sau đó tài khoản email của Mai bị chiếm đoạt và người thân nhận được từ tài khoản đó những tin nhắn vay tiền. Các em suy nghĩ và trả lời. Như vậy là các em thấy ở câu 1, bạn Hoa thường vào mạng xã hội thâu đêm, trong giờ học cũng lén vào mạng, là bạn Hoa đã nghiện Internet đến mức mà không còn thời gian cho những hoạt động lành mạnh, sao nhãng học hành, không hòa nhập được vào cuộc sống. 2. Bạn Cường thường lên mạng tìm gợi ý mỗi khi cần giải quyết một vấn đề. Như vậy là bạn Cường đã ỷ lại vào công cụ tìm kiếm và kho thông tin trên Internet, không có thói quen đào sâu suy nghĩ để hiểu thấu đáo về một vấn đề. 3. Hàng vạn lượt thanh thiếu niên bấm nút like những đoạn video thiếu văn hóa và bạo lực của T. Như vậy là các bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu trên mạng, những thông tin độc hại, trái với thuần phong mỹ tục, bị lây nhiễm bởi lối sống thiếu lành mạnh. 4. Bạn Mai mở ra và nháy chuột vào liên kết bên trong của một email thông báo trúng thưởng. Khi đó thì các em thấy là máy tính sẽ rất là dễ bị nhiễm virus do truy cập vào những trang web lạ. Như vậy là các em thấy có rất nhiều các tác hại nếu như chúng ta sử dụng Internet không đúng cách. Vậy thì có những cách nào để phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet? Các em tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet. Vậy thì có những cách nào phòng ngừa tác hại khi tham gia Internet? Các em suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau. Hãy cho biết mỗi biện pháp sau đây
là để phòng ngừa tác hại nào của Internet trong những tác hại kể trên? 1. Không mở những email gửi từ địa chỉ lạ. 2. Tự quy định không sử dụng Internet quá 2 giờ mỗi ngày. 3. Cố gắng tự suy nghĩ cách giải quyết thay vì lập tức tìm sự giúp đỡ từ Internet. 4. Chỉ truy cập những trang web nghiêm túc và lành mạnh theo sự tư vấn của người lớn. Các em suy nghĩ và trả lời. Một, không mở những email gửi từ địa chỉ lạ. Thì khi đó các em sẽ phòng ngừa được tác hại, đó là máy tính bị nhiễm virus do truy cập những trang web lạ. 2. Tự quy định không sử dụng Internet quá 2 giờ mỗi ngày. Thì khi đó các em sẽ phòng ngừa được tác hại, đó là nghiện Internet đến mức không còn thời gian cho những hoạt động khác. 3. Cố gắng tự suy nghĩ cách giải quyết thay vì lập tức tìm sự giúp đỡ từ Internet. Khi đó các em sẽ phòng ngừa được tác hại đã ý lại vào công cụ tìm kiếm và kho thông tin trên Internet. 4. Chỉ truy cập những trang web nghiêm túc và lành mạnh theo sự tư vấn của người lớn. Như vậy là các em sẽ phòng ngừa được tác hại là bị ảnh hưởng bởi những nội dung xấu trên mạng. Với các kiến thức mà các em vừa học, các em suy nghĩ và làm cho cô bài tập sau. Em sẽ làm gì trong các trường hợp sau đây? 1. Nhận được email từ một người lạ với tiêu đề là bạn đã trúng thưởng. 2. Muốn sao chép một tệp từ máy tính của người khác trong lúc đang có sẵn USB trong túi. 3. Được một nhóm bạn truyền cho một địa chỉ website nhưng dặn là phải bí mật, không để người lớn biết. 4. Tự nhận thấy dạo này bản thân thường thức rất khuya để vào mạng xã hội. Các em suy nghĩ và trả lời. Cô gợi ý nè, đối với trường hợp 1 thì các em không bấm vào địa chỉ đó và xóa cái email đó đi. Đối với trường hợp 2 thì các em kiểm tra virus trong máy và USB trước khi mà các em sao chép tài liệu. Đối với trường hợp 3 thì các em không bấm vào địa chỉ website đó và báo cáo với người lớn. 4. Nếu mà các em thấy dạo này bản thân thường thức rất là khuya để vào mạng xã hội thì các em phải ý thức được cái hậu quả của việc thức khuya vào mạng xã hội và từ đó là các em điều chỉnh thời gian hợp lý hơn. Như vậy là các em vừa học xong chủ đề D, bài 1, mặt trái của Internet. Thì đây là nội dung chính của bài. Các em ghi nội dung chính vào vở để các em hiểu và nhớ bài hơn. Về phần dặn dò, 1 là các em hiểu nội dung bài và ghi nội dung chính bài học vào vở. Có nội dung nào mà các em chưa hiểu thì các em hỏi lại. 2. Là trong tuần học 17, các em sẽ làm bài tập ôn tập. Cô sẽ gửi lên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn.